Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Coi 98 Inside TV. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá một cái hệ sinh thái mới tên là Startnet. Thì không dông dài nữa, nó vẫn align như cũ. Chúng ta cần có ví nè, chuẩn bị cái ví Agent X. Thì các bạn mở trong cái đường link mình dán vào đây. Thì mở vào nó sẽ hiện ra cái chỗ để chúng ta tải về trên cái trình duyệt Google Chrome. Hoặc là ai sử dụng Firefox cũng được. Đấy. Rồi, quay lại thì vốn là phí là tầm 1-200 đô, lớn hơn thì càng tốt. Còn nếu như mình không có thì cứ 100 đô là đủ rồi. Và lưu ý là các bạn nên sử dụng ví phụ thôi, bởi vì lúc này mình tương tác với rất là nhiều đi app rồi và không chắc là cái nào nó uy tín, cho nên sử dụng ví phụ. Sau đó khi mà mình khám phá xong thì mình chuyển nó về lại ví chính của mình, nó sẽ an toàn hơn. Thứ hai nữa là các bạn nên tham gia với một cái tinh thần thoải mái thôi, coi như là cơ hội để mình khám phá cái hệ sinh thái Startnet này sau cái hệ sinh thái Zcashing và Arbitrum mà mình đã làm video từ những cái tuần trước. Và cuối cùng là do your own research, không phải cái nào mình mà đưa lên đây nó cũng sẽ chuẩn hết, mà các bạn nên tự mình kiểm nghiệm lại và lựa chọn những cái địa app nó phù hợp với mình. Ở đây thì mình có đường link hệ sinh thái Startnet, các bạn bấm vào đây, các bạn sẽ thấy là những cái dự án đang live ở trong cái hệ sinh thái này. Mình cứ bấm vào đó mình xem và mình vọc vạch ở trên đó. Thì trong phạm vi này mình sẽ cũng chia thành hai cái mảng. Mảng thứ nhất là các dự án đã manage. Thì bước đầu tiên chúng ta cần có là bridge cái tài sản mình sang cái hệ sinh thái Startnet này. Thì mình có thể lợi dụng cầu Orbiter hoặc là Startgate. Thì Orbiter mình đã nói khá là nhiều rồi, các bạn cứ dùng như bình thường thôi. Các bạn nào chưa biết thì xem lại hai cái video mà mình đã hướng dẫn ngày xưa. Hệ sinh thái Startnet nó khi mà mình làm cái video này nè, mình cảm thấy là nó khá là chậm đó các bạn. Cho nên là các bạn nên dành hẳn một cái ngày chủ nhật, ngày nghỉ nào đó rồi mình tham gia vào trong cái hệ sinh thái này. Đây, ví dụ mình chuyển từ Polygon sang Startnet. Rồi các bạn cứ chọn rồi gửi qua ETH qua Startnet thôi. Sau khi mà bạn chọn Startnet, nó sẽ hiện hai ví cho mình để mình kết nối. Một là cái ví MetaMask, hai là cái ví là Agent X, để mình kết nối với cái hệ sinh thái là Startnet này. Đó, ở đây mình giả sử mình chuyển là 0.02 ETH qua đây, qua Startnet thì mình bấm Confirm này. Rồi mình chuyển cái network. Rồi, mình xem một chút phí nè. Đó, sau đó mình Confirm và Send. Nó có ghi là Startnet nó vẫn ở trong cái alpha, cho nên là mình chuyển qua nó lâu lắm. Chắc chắn là mình nghĩ là các bạn sẽ đợi lâu á, cho nên là trong thời gian đó mình sẽ đi với các bạn qua những cái đi app khác. Ở đây thì mình đã có sẵn tiền ở trên Startnet rồi, cho nên bây giờ mình sẽ qua cái cầu thứ hai với các bạn là cái cầu Startgate. Startgate này thì cũng tương tự, các bạn connect Startnet wallet nè, Agent X nè, sau đó là mình connect rồi. Đó, mình connect với MetaMask nè. Ok, vậy là mình đã kết nối hai cái ví lại. Rồi các bạn qua cái chỗ Manet nè, bạn bấm vào. Rồi, bây giờ các bạn chuyển tiền từ Ethereum sang Startnet thì các bạn cũng nhập số tương tự vào. Ở đây còn có nhiều cái chain khác cho mình. Rồi nó còn có từ SEC nữa. Đấy, withdraw nó cũng ngược lại, thì từ Startnet nó chuyển về Ethereum, vậy thôi. Bây giờ mình chuyển từ Startnet về Ethereum 0.02 lại, rồi mình bấm transfer. Sau đó mình đợi, mình confirm ở trong ví trước đã. Đó, transaction đã được gửi đi. Ở đây nó có note cho mình luôn nè, có nghĩa là cái thời gian mà đợi chuyển tiền từ Startnet về Ethereum thì nó sẽ mất đâu đó là tầm vài giờ nha các bạn. Cho nên là mình đợi rất là lâu. Các bạn cứ để máy đó, các bạn làm những cái việc khác, mình quay lại. Ok, vậy bây giờ chúng ta qua cái phần sử dụng đi app. Trong đây đi app có hai cái là MySwap và 10kSwap. Thì mình sẽ bấm vào. Ok, bây giờ chúng ta tắt bớt những cái quảng cáo nè. Rồi mình chọn là mình kết nối ví vào cái hệ Manet, rồi mình swap. Đấy thì nó cũng tương tự như vậy thôi, mình cứ swap qua lại xong rồi mình up pool thôi. Đấy, mình nhập vào rồi mình swap qua lại. Đây, swap nè. Rồi, approve. Đó, nó cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Sau đó mình bấm vô phần pool để mình add thanh khoản, mình add vào. Ở đây thì cái transaction của mình nó vẫn chưa được thực hiện, cho nên mình phải đợi đã. Rồi, tương tự với 10kSwap thì các bạn cũng làm giống như vậy. Nên đây mình sẽ làm mẫu ha. Đấy, mình confirm nè.
Rồi. Khá là lâu đó các bạn. Đây, các bạn có thể thấy ở trong cái ví này những cái lệnh nó đang được thực hiện nè, nó vẫn chưa xong. Rồi, bây giờ mình qua phần bull của 10k. Mình sẽ supply cái cặp tiền là ETH USDC nè. Bạn bấm vào chữ get ETH nè. Rồi, bây giờ mình nhập cái số tiền mà mình muốn add thanh khoản vào. Rồi sau đó mình sẽ bấm vào supply. Vậy là được rồi. Ở đây thì nó vẫn chưa xong cái lệnh swipe của mình luôn. Đó. Rồi, đó là tổng quan về hai cái desk. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái Aspect và Minsquare. Đây là hai cái NFT marketplace. Mình sẽ buy, sell và create NFT nha. Đối với mình Aspect thì chúng ta sẽ là kết nối ví trước. Rồi. Mình sẽ chọn một cái đây. Chọn một cái NFT nào đó mình mua. Mình chọn là rẻ nhất đi. Light low to high nè. Mình sẽ mua cái bạn mua cái nào cũng được, thích cái nào bạn mua cái đó. Cái này đi. Đấy, bấm vào buy now. Tầm 0.51 đô nè. Buy now. Sau đó mình approve trong cái ví. Ok. Trong thời gian mà đợi nó mua lệnh như thế này thì mình sẽ đi qua mình làm cái việc khác, đỡ tốn thời gian chờ đợi. Thì mình sẽ create đi. Mình sẽ mint một cái NFT ở trên Aspect. Giờ mình bấm vào mục upload nè. Chọn một cái hình. Rồi, mình đặt tên cho nó. Đấy. Jeff Christian. Sau đó mình create. Rồi, nó cũng đang upload lên rồi, nó create cho mình. Approve trong ví nè. Rồi, trong thời gian này mình đợi nha. Đợi khá lâu đó. Bây giờ mình sẽ qua cái thằng khác là Minsquare. Minsquare mình chuyển về mạng Startnet. Đấy. Sau đó là mình bấm vào Minsquare thì Jack Cassie mình đã có nói một lần rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm lại thôi. Làm nhanh nhanh cho các bạn. Chọn low to high nè. Mua đại một cái nào đó. Đây đi. Đấy. Giá là 0.49 đô. Rồi, mình bấm vào buy now. Kết nối ví nè. Rồi, purchase. Rồi, approve. Cái tiền phi nó bằng luôn cái tiền của cái NFT đó luôn. Rồi. Nó đang mua cho mình đó. Bây giờ mình sẽ qua cái khác đi. Rồi, nó vẫn còn pending nè. Đấy, pending. Lâu lắm. Làm start đấy, các bạn chuẩn bị tinh thần trước. Rồi. Orbiter nó cũng chưa chuyển xong nè. Bây giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng những công nghệ, các DApp sử dụng công nghệ Starkware như là DYDX nè, Immutable nè. Rồi những cái DApp khác mình đã có dẫn đường link ở trong đó. Bây giờ chúng ta qua với dự án Testnet. Đối với những cái dự án Testnet thì đầu tiên chúng ta cần áp mạng Gallery trên MetaMask, bật vào cái MetaMask nè. Rồi chúng ta áp cái mạng Gallery Test Network này vô. Mình đã bỏ sẵn cái thông tin này, rồi các bạn tự áp nha. Rồi, tiếp theo sau đó bước 2 là mình sẽ lấy ETH từ faucet của Gallery. Ở đây mình đợi càng lâu thì càng có nhiều ETH nha, bạn mở ra. Rồi sau đó là mình vào cái đường link này nè. Đây, cái faucet của nó đây. Mình dán cái địa chỉ ví của mình vô. Đó, rồi xác nhận một cái đã. Sau đó mình start minting. Thì nó sẽ bắt đầu là mint cái ETH cho mình. Thì đây, tối đa min maximum là 2.5 nè, ETH nè. Còn thời gian là tầm 5 tiếng. Đó, các bạn để càng lâu thì càng nhận được nhiều. Để 5 tiếng thì được 2.5 ETH ha. Rồi bây giờ mình cứ để nó như vậy. Mình sẽ tiếp tục quay sang cái khác. Khi nào mà mình min xong thì mình stop minting là nó sẽ claim cái ETH về ví cho mình. Rồi bây giờ bước 2 là các bạn lấy break cái ETH từ Gallery đó thành ETH tại Starknet. Mình sử dụng cái cầu này nè, cầu của Starkey luôn. Thì mình sẽ chuyển nó qua cái network là Gallery.
kết nối với trước đã. Đó. Rồi. MetaMask. Rồi các bạn đổi thành cái network testnet ở trong cái ví AgentX nha. Đó. Rồi, cái mạng của mình là cái mạng Colliery. Ừ, mình chẳng biết đọc sao nữa. Rồi các bạn chuyển đi, chuyển 0.11 Ethereum sang Starknet để mình dùng cái Ethereum đó, mình sử dụng cái DApp Testnet ở trong đây. Rồi, đợi cho nó chuyển từ L1 sang L2 nha. Đó, close. Rồi, sau khi mà mình bridge rồi thì mình chuyển cái ví AgentX về Testnet Network. Các bạn bấm vào đây nè, đó cái chữ Testnet với Mainnet. Các bạn dùng mạng nào thì mình chuyển về mạng đó. Rồi, bây giờ mình trải nghiệm các dự án Testnet. Thì ở đây có 4 cái test: StarSwap nè, JettySwap nè. Mình sẽ mở ra trước. Đối với StarSwap thì chúng ta cũng swap như bình thường. Chọn cái đồng tiền rồi mình swap qua lại. StarSwap này mình thấy thì nó không có được mượt lắm. Có lẽ là đang trong testnet. Gặp cái mạng testnet nó cũng ngãn nữa. Đó, mình đợi một chút. Đấy. Rồi, để mình xem nè. Giờ chúng ta qua với thằng JettySwap Connect Wallet trước, AgentX nè. Rồi. Rồi mình swap qua lại như bình thường thôi. Mình nghĩ là các bạn cũng đã rành hết rồi. Qua mấy cái video mình bày thì các bạn rành hết rồi đúng không? Ở đây thì đấy, nhập vào. Mình làm tượng trưng thôi. Rồi, approve. So close. Đấy, nó đang main in. Mình sẽ qua cái phần start gate, mình xem cái transaction của mình như thế nào rồi. À, nó qua 0.11 ETH rồi nè. Đấy. Mình sẽ trải nghiệm tiếp cái dự án Amphoro nè, SysSwap nè. Đây, mình đổi cái ngôn ngữ lại đã. English. Mình cũng swap cái đồng coin. Nó cũng nói nè, beta version cho nên là rất là chậm, 10 phút Connect Wallet. Sau đó mình chọn cặp tiền ETH thành ASTR. Có cái pool này luôn nè. Đấy, mình swap rồi mình add thanh khoản cái pool đó luôn. Rồi, confirm. Approve. Rồi, vào pool nè. Mình bấm add thanh khoản cho cái cặp đó. Add liquidity nè, ETH với lại ASTR. Đấy, hồi nãy mình chưa swap xong cho nên nó chưa hiện ASTR cho mình. Nhưng mà các bạn swap xong rồi, các bạn add thanh khoản như bình thường thôi. Đấy, mình bấm add liquidity ra được. À, middle grade all asset này thì nó có một cái chức năng là mình thể chuyển nhiều token cùng một lúc tới một cái địa chỉ. Thì ở đây mình nhập cái địa chỉ vào rồi sau đó là mình chọn những cái đồng tiền muốn chuyển đi. Thì nó chuyển cho một lần cho mình luôn. Nó cũng khá tiện. Đấy. Đến với cái thằng là SysSwap. Rồi mình đồng ý với cái term của nó nha. Chọn AgentX. Connect vào. Rồi, swap như bình thường nha các bạn. Đấy. Approve. Rồi, sau đó mình vào cái mục liquidity này nè, mình add thanh khoản. Giả sử là cũng là DAI với ETH luôn đi.
nhập số lượng vào. Chúng ta quay lại với cái dự án Kobe Bryant này. Đó. Kobe này thì chúng ta connect qua Lake vô. Mình sẽ minh. Khá lâu á. Bấm qua bên kia tiếp. Rồi, mình set approval. Ok, trong thời gian mình qua cái X-Bank này. X-Bank này là nền tảng lending borrowing. Thì các bạn cần là deposit tiền vào. Xem market của nó. Đấy. Giả sử các bạn deposit ETH đi. Thì các bạn nhập số lượng vào này. Rồi các bạn enable. Approve. Rồi, trong thời gian mà nó enable cái ETH của mình thì mình sẽ qua cái Fibulous. Nó có cái trên Gitcoin nè. Các bạn có thể bấm vào cái đường link này. Các bạn donate cho cái dự án này. Đây, kết nối với là Fibulous này mình không hiểu là FETH là gì. Mà mình cũng không có cái đồng này. Cho nên là nếu mà bạn nào thích thì bạn donate Gitcoin cho nó nha. Ở đây thì nó có cái chữ min. Thì nó không biết là gì, mình bấm mình vô mình min đại thôi. Nó cho thì mình min thôi. Rồi, tiếp theo là Stacknet ID. Mình sẽ bấm vào Low App nè. Mình sẽ min cái domain cho mình nha. Connect. Mình sẽ bấm vào một dấu cộng nè. Là gì đây? Approve. Ok, chắc là nó đang min cái gì đó cho mình. Rồi mình sẽ bấm vào domain mình min cái tên Razor nè. Available. Mình sẽ bấm là register luôn nha. Ok, mình approve. Đấy, mình cứ làm hết một lượt xong rồi mình đợi cho nó xong cái transaction. Đây, mình có thể mở cái ví mình có thấy nè. Mình làm một đống nhưng mà nó vẫn chưa xong cái nào hết. Mình sẽ min thêm một cái chữ nữa đây. Check vĩ nè. Sau này khi nào check vĩ muốn mua lại thì mình bán 500 đô. Đấy. Làm giàu không khó, register nè. Approve. Rồi. Mình cứ đợi nha. Đấy, nó hiện là approving và buy nè. Mấy cái network mà về Mainnet á, mình chuyển lại Mainnet nè. Mình xem mấy cái dự án ở trên Mainnet nó như thế nào rồi. Ok, là nó đã swap xong cho mình nè. Mình vào MyPool là mình thấy là mình đã add thanh khoản cái cặp ETH USDC rồi. Đa số các giao dịch đều xong hết rồi, các bạn thấy nè. Nó không có màu đỏ nữa. Đó, khi nào mình muốn withdraw thì mình bấm withdraw, mình bấm 100%. Rồi sau đó mình approve. Mình confirm. Là nó sẽ rút tiền ra cho mình. Rút cái LV token đó ra. Đấy. Close. Mình sang cái aspect thì nó cũng đã đấy, minh cho mình cái FST rồi. Sẽ bấm một buy. Mình đấu, mình offer một cái FST nào đó đây. Đó, mình xem cái FST mình vừa list nè. Bán được 0.01 ETH nè. Đó. Các bạn cứ min xong rồi các bạn bán thôi. Ai muốn mua mua, không mua thì cứ để đó. Bấm vào profile thử. Đấy, có hai FST, một cái mình mua, một cái mình min. Qua cái min square thì mình kết nối ví vào. Và mình sẽ bán nó với giá là 0.03 đi. Rồi. Sign vào. Close. Bây giờ mình đó, mình bán 0.03. Bây giờ mình ra ngoài xem thử nè. Ra ngoài. Bấm explore, mình xem cái NFT của mình đó. Cái này mình vừa mới listing nè. Những cái khác mình bấm vào main đây, mình offer. Giá thấp thấp đó, offer ai bán thôi. Đấy, offer. Mình sign vào. Rồi, close. Rồi, ở bên mấy mạng testnet nó vẫn pending khá lâu.
Cho nên là các bạn ráng đợi nha. X-Bank nó cũng đang pending vậy. Đấy, nó pending xong thì các bạn cứ bấm vào ở dưới DC nè. Các bạn bấm vào supply là ok rồi. Bởi vì cái mạng start đấy nó khá chậm, cho nên là mình không có hướng dẫn trực tiếp cho các bạn. Nhưng mà cơ bản nó là như vậy, khá là dễ. Ở trong đây thì nếu các bạn deposit xong nó sẽ hiện đây. Rồi cái hiện phần trăm, cái net APY cho mình. Rồi cái số lượng mà mình borrow là bao nhiêu, nó sẽ hiện ở trên cái dashboard đó. Để mình vào ví mình xem. Giao dịch nó vẫn chưa cái nào xong hết các bạn. Mười ca swap. Check lại xem. Binance nè, nó vẫn chưa rút LB ra cho mình luôn. Đó, nên là các bạn kiên nhẫn nha. Rồi, đó là tổng quan về cái hệ sinh thái Startnet này. Các bạn có thể là vọc vạch thêm ở trong cái hệ sinh thái này bằng cái đường link mà mình đã để ở trong cái file PDF. Thì những dự án khác là các bạn như là Star Combo nè, Jagi nè, God 2 nè. Đấy, các bạn cứ vào đó, các bạn vọc vạch thêm. Đây là cơ bản, đó là tổng quan chúng ta đã đi qua cái hệ sinh thái Startnet rồi. Các bạn muốn vọc vạch thêm thì các bạn vào trong cái đường link này và mình chọn những cái DApp nó phù hợp với mình. Và mình có thời gian thì mình làm. Các bạn lưu ý rằng là nó đang trong giai đoạn testnet và cái mạng lưới của Startnet nó vẫn còn đang khá chậm, cho nên là nếu như mà mình làm không được thì mình dừng, mình để đó vài ngày sau hoặc là tuần sau, cuối tuần mình rảnh mình vào mình làm lại, chứ mình không cần phải vội vàng gì hết nha. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng khám phá cái hệ sinh thái Startnet cùng với mình. Các bạn có những câu hỏi nào không thì để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn giải đáp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.